Đây thông số bây giờ tôi đã set như thế này ha. Bây giờ tôi chỉ cần là bấm enter ha. Đó. Đáng lẽ là nó sẽ hút full hồi ga nhưng mà bây giờ hệ thống nó đang là hết ga, bây giờ nó chạy là hút chân không luôn nha. Thì hút chân không 30 phút thì chúng ta cần phải hút chân không từ 30 phút trở lên nha, mới là đảm bảo là hệ thống nó sạch không khí và hơi nước ở trong hệ thống nha. Bây giờ là chúng ta sẽ ngồi đợi ha. Thì trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ gáp các cái bộ phận còn lại nha. Dây cua nè, dynamo gáp lại ha. Rồi một lát thì tôi sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Đây là cái chiếc Hyundai i10 3 máy nha, 1.0. Thì cái xe này nó là cái lốp lạnh của nó. Cái lốp lạnh của nó thì quá lớn ha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành là thay cái lốp lạnh trên cái xe này và hướng dẫn các bạn cái cách mà quy trình để ta gắp một cái lốp lạnh mới, cũng như là thực hiện cái việc nạp ga và hút chân không trên cái máy nạp ga điều hòa tự động ha. Thì mình sẽ thay cái lốc mới này ha, để thay luôn cái lọc ga luôn. Bây giờ tôi sẽ xả cái ga cũ của trong hệ thống bỏ nha. Cái ga cũ này dơ quá, mình không có thu hồi được. Xả cho ra ngoài. Bây giờ mình sẽ dùng dung dịch để xúc cửa cái dàn nóng với dàn lạnh ha. Rồi mở bình ra đổ dung dịch cho. Rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái hơi để mình ép cái dung dịch này vô cái đường ống lạnh ha, để mình xúc cửa đó. Rồi bây giờ mình sẽ ép dung dịch vào cái ống nén của lốc lạnh ha. Mình sẽ ép cho dung dịch nó vào hệ thống.
Rồi chú ý cái đường ga coi nó ra không. Cái đường ga. Ra chưa? Nó ra hơi. Rồi. Dài quá. Ra đi không? Dài quá. Cho cái dầu cũ nó hết, bóp lên bóp mạnh đi cho nó ra hết cái dầu cũ ở trong này thôi. Đi rồi bóp từ từ lại, bóp chậm lại, bóp chặt đây rồi bóp tiếp đi. Đây là cái dung dịch nó xuất ra nè, có dầu cũ ở trong đó cũng như là cặn của hệ thống ở trong đó ha. Ta làm cho nó sạch hết rồi chúng ta mới là thay cái lốc mới vô. Rồi bóp từ từ vậy đó. Đang bơm dung dịch vào ha. Thì đây là cái dầu cũ cũng như là các cái chất bẩn ở trong cái hệ thống nha. Sau khi mình xúc ra nha, thì chúng ta thấy là nó rất là dơ ha. Thì trước khi chúng ta thay làm vệ sinh lốc, làm vệ sinh cái hệ thống thì chúng ta nên có cái hóa chất dung dịch để chúng ta xúc rửa cho sạch sẽ ha. Đó, rất là đen luôn. Đây là cái chất bẩn ở trong hệ thống lạnh nè. Bây giờ thì tôi sẽ tháo cái lốc cũ này ra ha, để tiến hành thay cái lốc mới vào. Thì em chỉ bấm vào cái chứ. Em đi đến vườn dỡ cái cản đi dễ dặn. Đây là cái lốc cũ mà là mình vừa tháo ra ha. Thì cái lốc này do là nó bị kêu quá rồi, với lại là nó nén hơi yếu rồi ha. Cho nên mình bây giờ mình thay cái lốc mới này vô ha. Và cũng là thay cái túi lọc luôn. Thì hệ thống thì mình đã vừa xúc rửa xong sạch sẽ rồi ha. Giờ là mình tiến hành ráp vào. Rồi bây giờ là một em ở dưới nó đang gắn cái lốc lạnh vô nha. Rồi bây giờ thì mình đã gắn cái lốc lạnh xong ha. Thì tiếp theo là mình sẽ tiến hành cái quy trình là hút chân không và nạp ga ha. Thực hiện ở trên máy nạp ga điều hòa tự động. Thì đầu tiên thì mình sẽ dùng hai cái ống của cái đồng hồ nè, mình kết nối vô phía xe ha. Đây là ống cao áp.
vào hả? Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là hút chân không mà nạp ga ở trên cái máy nạp ga tự động nha. Thì để thực hiện cái quy trình này một cách tự động thì chúng ta sẽ vào từ cái menu chính ha, chúng ta sẽ vào data bay nè, chúng ta chọn data bay, chọn xe. Ở đây nó có các cái dòng là xe tải nè, máy kéo nè, rồi xe con này ha. Thì chúng ta chọn đây là xe, cái dòng i10 1.0 ha, đời 2015 thì chúng ta chọn nè, chọn hãng ha, di chuyển để chọn hãng Hyundai. Đây Hyundai nha. Rồi bấm di chuyển để chọn xe nè. Chọn i10 nha. Rồi em đã chọn i10 nha. Bấm enter nè. Đó, thì i10 ở đây là nó từ 2008 trở đi nha. Thì nó xài cái loại ga là 134 nè, lượng ga là 450g nha. Thì đây là cái dòng mình i10, đây là 2015 á, thì đối với dòng xe này thì nó nạp chỉ có 400g ga thôi ha. Thì mình nhấn enter đi, xong ra ngoài mình sẽ sửa lại 400g cộng trừ 25g thì mình chọn xong mình sửa lại nha. Đây thì chúng ta là cái quy trình là nó sẽ đi là quy trình tự động, nó sẽ đi là đầu tiên là thu hồi ga. Thu hồi ga thì cái này là hệ thống đã hết ga, thành ra nó bỏ qua cái bước thu hồi nha. Hút chân không 30 phút nè, kiểm tra độ chân không là 2 phút nha. Rồi thêm dầu 20g. Ở đây là cái lốc lạnh mình đã có đầy đủ dầu rồi ha. Chứ nãy mình xúc sạch dầu trong hệ thống rồi, bây giờ mình cho nó là 0 ha, 0g. Và đường ga mình sửa lại là 400g ha, 400g, cho đúng 400g nha. Thì bây giờ mình nhấn cái phím điều hướng nào mình sẽ di chuyển nha. Mình nhấn phím điều hướng là mình sẽ di chuyển để cho khi nào nó hiện lên cái nút nguồn đây nè. Nha. Nè, mình sẽ nhấn cho nó di chuyển nè. Đó, nó lên cái nút nguồn này. Thì chúng ta sẽ nhấn enter thì nó sẽ thực hiện 5 cái bước này hoàn toàn tự động nha. Đây thông số bây giờ tôi đã set như thế này ha. Bây giờ tôi chỉ việc là bấm enter nha. Thì nó sẽ chạy tự động nha. Đó. Đáng lẽ là nó sẽ hút thu hồi ga nhưng mà bây giờ hệ thống nó đang là hết ga, bây giờ nó chạy là hút chân không luôn nha. Thì hút chân không 30 phút. Thì chúng ta cần phải hút chân không từ 30 phút trở lên nha mới là đảm bảo là hệ thống nó sạch không khí và hơi nước ở trong hệ thống nha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ ngồi đợi ha. Thì trong thời gian chờ đợi thì tôi sẽ gáp các cái bộ phận còn lại nha. Đi Google nè, Dynamo gáp lại ha. Rồi một lát thì tôi sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Rồi vậy là sau gần 30 phút chờ đợi thì cái độ chân không ở phía bên cao áp và thấp áp đều đã đạt cái độ chân không tuyệt đối ha, âm 1000 mbar. Thì vậy thì quá trình rút chân không của chúng ta đã đạt yêu cầu ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đợi nó là kiểm tra chân không, sau khoảng 20 giây nữa nó sẽ kiểm tra chân không trong vòng 2 phút ha. Và nếu mà cái độ chân không đạt yêu cầu thì nó sẽ tiếp tục là nó tự động nó sẽ nạp ga vào hệ thống nha. Vậy là tới đó thì coi như là quá trình nạp ga bằng máy chúng ta đã hoàn thành ha. Bây giờ là tiếp tục là kiểm tra cái độ chân không trong 2 phút nha. Trong cái bước này thì cái độ chân không nó càng giảm ít thì càng tốt nha. Đây chẳng là 1000 mbar sau gần 30 giây. Thì cái việc mà nạp ga bằng cái máy nạp ga tự động á, nó có cái ưu điểm là chúng ta nạp ga với một cái lượng rất là chính xác ha.
chúng ta chỉ cần là có thông số của nhà chế tạo rồi chúng ta sẽ nạp đúng cái lượng ga yêu cầu thì cái áp suất của nó rất là chuẩn ha. Còn nếu mà chúng ta ngành nạp bằng cái đồng hồ mà quan sát theo cái đồng hồ áp suất thì nó lại phụ thuộc vào cái nhiệt độ môi trường ha. Cho nên là cái kết quả mà chúng ta nạp ga nó phụ thuộc nhiều vào cái kinh nghiệm của người thợ nha. Còn với cái máy này thì chúng ta không cần nhiều kinh nghiệm mà chúng ta có thể là nạp ga một cách chính xác nha. Đây chính là cái ưu điểm của cái việc mà nạp ga bằng cái máy nạp ga tự động nha. Rồi chuẩn bị nạp ga nè. Độ chân không hề thay đổi nha. Nó vẫn là âm 1000 mA, chứng tỏ là cái hệ thống ta là nó kín hoàn toàn á. Bây giờ là đang nạp ga, chúng ta thấy là các cái con số ở trên màn hình nó đang tăng dần ha. Và tới 400g thì nó nghỉ ha. Đó, đúng 400g nha. Thì bây giờ là quá trình nạp ga chúng ta là đã hoàn thành ha. Thì bây giờ là nếu cần thiết thì chúng ta sẽ là in cái kết quả ra ha. Đây nè, nhấn in nè. Này. Nó sẽ in kết quả nãy giờ chúng ta làm ra ha. Vậy thì quá trình nạp ga bằng máy nạp ga tự động của chúng ta đã hoàn tất ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong xe để chúng ta vận hành động cơ và kiểm tra cái kết quả đạt được ha. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ quan sát cái áp suất ở trên đồng hồ xem nó có chuẩn hay không ha. Rồi bây giờ sau khi nạp ga xong rồi đó, chúng ta vào trong xe chúng ta khởi động động cơ ha. Chúng ta mở máy lạnh, chúng ta bật AC và để cái mức quạt là ở mức lớn nhất ha. Rồi xong sau đó là chúng ta dùng súng nhiệt cho to ha. Nghe cái cửa gió ga nè. Bây giờ nãy giờ chạy máy là khoảng 5 phút ha. Nhiệt độ bây giờ nó là xuống nè. Khoảng 3-4 độ nữa ha. Bên đây là tốc độ của anti ha. Xe chạy tốc độ anti. Đó. Vậy là độ lạnh nó coi như là đạt yêu cầu ha. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ ra ngoài xe để chúng ta quan sát cái đồng hồ áp suất ha. Tôi sẽ quay cho các bạn coi cái đồng hồ áp suất ha. Thì bây giờ ra ngoài xe chúng ta sẽ xem giá trị của đồng hồ áp suất nè. Thì bên phía áp thấp là nó khoảng là chuẩn của nó là khoảng từ 1,5 kg cho tới 2,5 kg nha. Và ở bên phía áp suất cao là khoảng từ 14 đến 16 kg nha. Là chúng ta nạp ra nó chuẩn. Đây, chúng ta có thể gờ cái ống ga của dàn lạnh này ha để cảm nhận cái độ buốt của nó nha. Chúng ta gờ tay vô đây thấy buốt tay là độ lạnh đang yêu cầu ha. Vậy thì tôi đã vừa hướng dẫn chúng ta xong cái quy trình nạp ga bằng máy nạp ga điều hòa tự động ha trên cái dòng xe Hyundai i10. Thì sau khi kiểm tra thông số của hệ thống đã đạt yêu cầu xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta lắp hoàn chỉnh chiếc xe ha để mà tiến hành giao khách ha. Thì cái bài hướng dẫn của tôi hôm nay đến đây là hết ha. Xin chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kiến thức cũng như là kỹ thuật ô tô.